Không, em có gia đình rồi mà chia tay hả? Ồ, À, dạ. Có cháu nào chưa anh? Dạ chưa chị. Mình chia tay lâu chưa? Chia tay đây 8 năm rồi. Tại sao 8 năm nay không có ai vậy anh? Không biết ai nghe sao nghe tới tuổi em là nó chỏ chạy hết rồi chị ơi. Bà tuổi gì, con gì? Dạ, chú sinh năm á. Ồ, tuổi con cọp hả? Mối tình mà lập gia đình với anh với bà xã anh á kéo dài bao lâu anh? Dạ 120 ngày. Ủa lý do tại sao lấy nhau mà chia tay sớm vậy? Tuổi người đó nhỏ hơn em tới mười mấy tuổi lận. Rồi xảy ra mâu thuẫn thế nào mà mình chia tay? Nhà em cũng khó khăn quá. Dạ, ở thời gian thì cũng chung cũng biết ra. Giới thiệu sơ về lý lịch của mình. Mình tên là Tuyết Trang, hiện là nhân viên trong phòng. Quê mình ở đâu ạ? À? Ở thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi bạn trai quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Sài Gòn chị. À, công việc mình là gì? Em giao cho cầm công ty khí hóa lỏng. Bao nhiêu tuổi? Em 30 cộng thêm giáp nữa chị. 42 tuổi hả? Đúng rồi. À, bây giờ anh có điểm mạnh điểm yếu gì anh giới thiệu cho bạn gái bên này nghe với. Điểm mạnh cũng không có mà điểm không có mà chị ơi. Chứ anh có cái gì? Em nhát lắm. Nhát hả? Dạ, rung nữa. Rung. Anh có thể kể sơ chút xíu về tình sử của mình không anh? Lý do tại sao 42 tuổi giờ vẫn ế? Không, em có gia đình rồi mà chia tay thôi anh. Ồ, có cháu nào chưa anh? Dạ chưa chị. Mình chia tay lâu chưa? Chia tay này 8 năm rồi. Tại sao 8 năm nay không có ai vậy anh? Không biết ai nghe sao nghe tới cái tuổi em là nó chỏ chạy hết rồi chị ơi. Là tuổi gì, con gì? Dạ, chú Sơn Lâm á. Ồ, tuổi con cọp hả? Mối tình mà lập gia đình với anh với bà xã anh á kéo dài bao lâu anh? Dạ 120 ngày. Ủa lý do tại sao lấy nhau mà chia tay sớm vậy? Tuổi người đó nhỏ hơn em tới mười mấy tuổi lận anh. Rồi xảy ra mâu thuẫn thế nào mà mình chia tay? Nhà em cũng khó khăn quá nên ra về ở thời gian thì cũng chung cũng biết nên ra người ta không muốn ở nữa là muốn đi. Nhưng mà cái công việc của anh như vậy có đủ lo cho con cái vợ con không? Thì em chung em cũng ít ngân xài lắm nếu mà em cũng lo được. À, dạ. Thế giờ anh ở với ai? Dạ hiện nay em đang ở với mẹ với ba. Rồi nếu bây giờ mình lập gia đình thì mình ở với ai? Ở đâu? Dạ, ở nhà em chị. Là ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi đi, bây giờ có mình em ở với ba mẹ, mấy người kia anh chị có gia đình hết, ở riêng rồi dạ, chị. Dạ. Bạn cảm nhận như thế nào về cái hoàn cảnh của anh nãy giờ anh đã kể? Thì nói chung lớn tuổi rồi thì cũng không sao, tại vì cái lứa tuổi này rồi thì mình kiếm một người mà chưa lập gia đình thì chắc là cũng khó. Ủa em gái bên kia bao nhiêu tuổi rồi em? Bên đây đoán thử coi bên này bao nhiêu tuổi cho anh kia anh nghe giọng nãy giờ anh đoán thử. Chị đoán khoảng chừng 35 được không chị? Đâu dữ vậy? Bên kia nghe giọng khoảng 28-30 à. Mình nói chuyện một chút xíu nữa đi để bên kia họ tiếp tục họ đoán. Bây giờ mình giới thiệu về mình, chị có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi nãy giờ mới có một mối tình duy nhất thôi. Một mối tình? Đúng rồi. À, chia tay bao lâu rồi? Cũng 3-4 năm. Và tại sao mình chia tay? Nói chung là địa lý cách trở xa xong. Vậy là tình yêu chưa đủ lớn. Người đó ở đâu mà xa? Hà Nội. Em gái muốn tìm cái mẫu người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cái người đó phải có đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như là có trách nhiệm với gia đình. Cái đó em có rồi, được anh em ơi. Đừng có gia trưởng, nói chung là mọi cái tiêu chuẩn của những người phụ nữ thường là không thích cái người đàn ông gia trưởng nè, keo kiệt nè. Giờ mình lấy chồng có đặt nặng về vấn đề kinh tế lắm không? Nói chung cả hai cùng làm thì mình không có sợ cái vấn đề đó. À, nếu như bây giờ kết hôn mình phải làm dâu thì bạn có ngại gì không? Không sao. Không sao hả? Nữ công gia chánh mình như thế nào? À, ok hết, nói chung là tất cả công việc nhà gì cũng làm được hết. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Thôi em lên 2 tuổi đó nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Rồi sao tự nhiên đoán ta càng ngày càng lên vậy? Nãy 35, tại sao giờ đoán lên 37, lý do? Lý do nếu mà nhỏ quá thì không hợp với em. Tự vì em thích là người khoảng chừng 30 trở lên. Người lúc đó thì nãy xong đoán 32. Nãy đó là 35 rồi, giờ 2 tuổi là 37 tuổi. Phụ nữ cho dù lớn tuổi mình phải đoán nhỏ nhỏ xíu. À, đó là tâm lý anh ha. Anh tìm người mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Chung thì cái vẻ bề ngoài thì em bỏ qua, không qua đi. Em chỉ cần là thật thà, trung thủy, siêu ngăn là được rồi. Đơn giản vậy như thôi đó, ha. Bao lâu nữa thì anh có thể kết hôn được nếu như mà mình tìm được người vừa ý? 1 năm nữa chị. Ủa sao trễ vậy? Thời gian để làm gì trong 1 năm đó? Thời gian đó nếu chung thì cũng tìm hiểu rồi cho biết bên này với bên kia, anh em, anh chị, gia đình nào chị tới lui cho nó thân thiết rồi lúc đó 1 năm cũng được rồi chị. Dạ, bạn thấy như thế nào về ý kiến của anh? Nói chung thời gian không quan trọng, thấy hiểu đạt cái đến mức mà có thể tới với nhau thì tới thôi. Anh có đi với ai không? Dạ em đi với bạn em. Bạn hả? Rồi, hỏi bạn chút xíu nào. Anh chơi chung với ảnh bao lâu rồi? Cũng từ nhỏ tới giờ. Từ nhỏ trời ơi, là hiểu từ nhỏ lắm, đúng là không? Rành nhau lắm à. Tật xấu thì hầu như là bạn em có nhưng mà rất là ít, là chỉ có hút thuốc thôi. Dạ, bây giờ anh thấy cô bên này như thế nào?
Theo em thì em ghét rồi, nhưng mà quan trọng là bạn của em. À em ghét rồi, em ghét rồi dạ. Bạn em nô là do bạn em đúng không? Dạ. Em ghét rồi. À, mình có đi với ai không bạn? Có chị. Dạ, chào chị. Mình là chị ba của Tuyết Trang. Chị thấy cái anh bên bển thì sao ạ? Nói chung là ở tuổi này thì hai cái tuổi này thì nó cũng cân xứng với nhau. Dạ. Lớn tuổi rồi thì mỗi người nó có một cái công việc ổn định, đến với nhau là tốt. Nhưng mà cái đó là cũng còn ăn thua là cái duyên nợ nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai nói rồi, rồi chị của chị gái kia nói rồi, mình chào anh. Chào chị Tơ. Dạ. Anh thấy có duyên chưa? Không có rồi đó. Có rồi, có nợ chưa? Nợ thì từ mới có. Mượn qua mượn đi. Để chút nữa mượn rồi em bây mượn. Giờ là anh hát bài tỏ tình với chị được không? Dạ được. Rồi, anh hát bài đi, em về em nói tốt cho anh. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông. Em hát giả đúng không chị? Không được, chủ yếu là ý nghĩa đúng. Rất là có ý nghĩa. Cảm ơn chị quá khen nha. Dạ. Bây giờ mở màn lên để hai người có cảm nhận đầu tiên với nhau. Tôi cũng chưa xem mặt luôn, để xem cô gái bên kia thế nào. À, là Linh không coi mặt luôn không hả? Không coi luôn. Ồ, ghê nha. Có gì bác Linh đền nha. Hả? Trời. Nào kéo màn lên để xem bên đàn trai khoan nhìn nha. Rồi đoán đi. Chào cô gái. Chào anh Nguyễn Linh. Chào em. Dễ thương lắm. Hồi hộp không? Dạ cũng hồi hộp. Bây giờ anh nói anh yêu em đi. I love you. Rồi quay qua nói liền nha. Nói lớn lên rồi bắt đầu mở mắt ra nha. 2, 3, nói. I love you. Anh yêu em. Nghe. Anh hỏi anh đoán tuổi cổ đi, giờ anh nhìn rồi đó. Em đoán dở lắm chị ơi, nhờ không giờ biết đoán. Giờ đoán thì hỏi thật cổ đi, đoán lần cuối đi rồi cổ nói. Thôi giờ anh nghe. Hỏi luôn chứ em không đoán nữa đâu. Em thấy anh tuổi giống khuôn mặt anh không? Có khác chào là giống nha. Dạ thì cái tuổi của anh thì cũng đúng tuổi. Đâu có đâu, em thấy hơi già hơn chút quá. Dạ. Cảm ơn chị nha. Ờ, em nói em nhiêu tuổi vậy? À, em cũng bằng tuổi anh. Bằng luôn hả? Dạ. Giờ hai anh cọp luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà anh đi làm vậy là ngày chủ nhật vẫn đi làm luôn hay sao? Thì một tuần anh được nghỉ ngày, bữa nào cũng được. Tháng nghỉ 4 ngày, tuần nghỉ ngày. Ừ. Rồi anh sắp xếp thời gian sao mà hẹn hò? Thì hẹn hò, ví dụ mà khi nào có đi chơi thì anh xin phép nghỉ. Ví dụ mà hôm nay chủ nhật em có nghỉ không? Dạ có. Thì chủ nhật em có nghỉ thì mình đi chơi. Em thích đi xem phim hay cà phê gì không? Em thích xem phim, du lịch, nói chung là sở thích rất là nhiều. À, thích đi chùa không? Đi chùa thì không có thích lắm, nhưng mà đi thì cũng được. Quen bạn gái mà đủ đi chùa. Chưa cầu nhiên, cũng được không anh? Tức là nhưng mà người ta đi chơi trước đi, dạ, đi dạ. Chùa sao? Bây giờ anh cố gắng hết sức bình sinh của anh. Bao nhiêu năm nay anh nói một câu gì thật hay với chị? À, biết nói sao luôn. Nói. Mới nói quá em nghe. Anh có thích người đối diện không? Dạ cũng có thích. Thích nhiều không? Dạ nói những chung mà nói nhiều thì cũng không được, từ khoảng chừng 80% là được. Còn 20% là để thời gian. Tức là thích 80% mà đúng không? À, đúng rồi. Anh có sợ người kế bên không đồng ý với anh không? Dạ cũng sợ, cũng có cũng sợ. Như vậy được rồi đó. Ảnh đó là những cái gì hết sức là thật của ảnh đấy. Chị có gì muốn nói với ảnh nữa không? Nói chung á là em cần cái là khi mà tìm hiểu á thì anh phải chủ động, chứ là em dứt khoát không có cái chuyện đó. Phái nam là phải chủ động, em có cái suy nghĩ như vậy được không anh? Dạ được anh. Hết thời gian vậy đi, quan trọng là do hai người quyết định. Đây nào. Chỉ mới là những cảm nhận đầu tiên. Anh để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ, lắng động và xem trái tim của chúng ta đã có nhịp đập nào nó khác bình thường chưa. Cho nhau một cơ hội. Đếm đi chị. 1 2 3 Hết thời gian. Chị bấm rồi anh. Tôi cũng lo lắm. À, khi nãy thật sự anh chia sẻ là Linh có hỏi anh là anh có sợ khi chị không bấm không? Anh nói sợ lắm. Lúc đó thật sự là mình lo lắm. Đây là những người mà tôi muốn rằng
cái tin vui nó sẽ đến thật sớm, bởi vì chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Hãy cố gắng tìm hiểu thật sâu và hãy cố gắng đến với nhau thật sớm để chúng ta trao nhau những cái hạnh phúc mà có thể chúng ta đã mất mát một thời gian khá dài, nhanh là 8 năm rồi. Chị là cũng nhiều năm rồi đúng không chị? Mong rằng đây là chiếc vé xem phim, nó sẽ tạo điều kiện cho anh chị đến gần nhau hơn. Nào, hãy nắm tay nhau. Cảm ơn Quỳnh Linh, cảm ơn nhiều. Nắm tay nhau thật chặt nào. Chị nắm tay nhau đi ạ. Để tặng anh chị nước thịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai anh chị sẽ sớm góp gạo để thổi cơm chung. Đó là thật sự cái điều mà anh Quỳnh Linh và Cát Tường rất là mong muốn, cũng như tất cả mọi người làm chương trình. Anh ơi. Dạ. Anh nhát quá nha, anh phải mạnh dạn lên nha anh. Không nghe má cũng được. Trời ơi, ông này ông ghê lắm nè. Ông nói, ông không nói mà ông làm là ông làm. Hả? Hả? Canh nãy giờ luôn hả? Trời ơi. Đợi khúc này luôn. Hả? Đợi khúc này. Đợi khúc này hả? Hy vọng rằng hai người sẽ tiến tới xa nữa nha. Tôi lo cặp này lắm luôn á. Cảm ơn anh nha. Rồi, chúc hai người hạnh phúc. Quan trọng là tấm lòng thôi mà. Quất vô đây dài phân là dư 5 phân à. Bên đây chỉ có một nhược điểm mà nãy giờ anh băn khoăn bên đàn trai thôi, đó là hút thuốc. Hút thuốc thì có thể từ từ bỏ được. Hút thuốc quá nó sắn vô người, nó hôi luôn. Mùi thì không thấy, nãy giờ không thấy mùi đó. Không có sao cho nó. Nhưng mà mùi chính là mùi đàn ông là mùi cũng dễ nhớ lắm. Phải một lớp sáu lên trở lên. Vui vẻ, hợp tác. Đừng có nói nhiều quá, tại vì em nói nhiều rồi. Ngoài ra là anh nói là phải chuẩn trà, phải chuẩn thành. Có cái điều gì em không thích anh người bạn trai? Em không thích bạn trai không? Đeo quá nhiều trang sức. Đeo trang sức nữa. Dạ, có đeo trang sức không? Bạn trai mà đeo trang sức nhiều thì cũng dạ, hai nữ tính giới tính hàng hòa lắm. Cho nên không có đeo gì cho hết. Ngoại trừ đeo một cái trang sức là mắt kiến thôi. Đừng có mùi cơ thể quá nặng. Mùi cơ thể hả? Dạ. Trời chút. có mùi gì đây? Không, mùi hàng rào. Còn gì nữa? Bạn trai đừng xăm chỗ à. Không có. Tên là Nguyễn Đạo Tuấn Anh. Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Vũng Tàu. Nhưng mà quê gốc của em ở ngoài Bắc. Hiện nay bạn làm công việc gì? Em là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Làm việc ở Vũng Tàu, ở Vũng Tàu luôn hả bạn? Dạ không, em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở trên thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Ở quận mấy? Dạ nhà thì ở Tân Phú nhưng mà làm việc ở bên Thủ Đức. Trời ơi, sao lòng vòng tùm lum hết vậy? Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường cùng quý vị khán giả và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Phú Yên và đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc là phòng mua hàng ạ. Làm việc ở đâu em? Dạ, em làm việc ở quận 9 và em ở Thủ Đức. Vậy là cũng đâu gần, có dính được Thủ Đức, quận 9 là cũng gần đó. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Tuyền? Dạ, ưu điểm của em là người rất là hợp bác và nhanh nhẹn, năng động, cũng nhiệt tình trong công việc nữa. Nhược điểm của em là em nói rất là nhanh. Với lại mà ra trúng đài thì em nói rất là nhiều. Em có thích hát karaoke nên mỗi lần mà em hát một mình thì em hát hơn 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ em thử hát 3 phút coi, ngồi hát mình ơi, 3 dạ. tiếng vậy hả? Dạ. Hát hết bài này qua bài nọ vậy dạ, hả? Dạ, hát hết bài này qua bài nọ. Rồi hát thử một đoạn nào đó mà em thích. Dạ, em xin hát bài hát Cô Gái Đến Từ Hôm Qua một đoạn ạ. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng của nỗi thơ. Hèn chi hát 3 tiếng là đúng rồi, giọng hát rất là trầm ấm ha. Rồi còn cái khuyết điểm gì nữa không? Em rất thích ăn uống nhưng mà em nấu ăn không được ngon. Đó là lời nhận xét của bạn bè thôi, tuy nhiên em thấy là mình nấu cũng ngon. Đúng không? Món gì, ví dụ ngon những món gì? Dạ, như quê em là nổi tiếng là hải sản, em nấu là chủ yếu là các món cá như là cua. Cá, cua là hấp thôi, cá hấp luôn hả hay dạ, sao? Dạ không, cá ngừ, sốt, cà chua. Tưởng đâu cua hấp, cá hấp là đặc là sở trường của em chứ. Dạ. Rồi, giờ hỏi tôi vui vậy thôi ha. Rồi, mời bạn nam. Em thì không có ưu điểm gì nhiều, nhưng mà nhược điểm thì như là hơi nhiều. Rồi. Một vài cái cụ thể. Dạ, thứ nhất là em vẫn còn ăn hút thuốc, chưa bỏ được. Hút thuốc. Em có điểm yếu nữa là những cái gì về âm nhạc hay nghệ thuật á là em nó không quen em. Đúng rồi, em không quen nó, em không quen con gì hết. Dạ không, mà cái ngoại ngữ cũng vậy. Em cũng có tính hậu đậu á, tính em là muốn làm ngay. Ví dụ như mà có cái việc gì đó là muốn làm ngay thì nhiều khi nó làm vội quá thì nó sẽ dễ hỏng việc. Chứ mình từ từ chậm lại thì nó sẽ dễ thành công hơn. Vậy thì phải có một người kèm em. Đúng rồi. Có người kèm nó đỡ hơn. Còn ưu điểm thì em chỉ được cái tính em nó dễ gần, dễ tiếp xúc với mọi người. Hiền nữa đúng không?
cũng hơi hiền. Hơi hiền hả? Nói chung là trong công việc hoặc là trong cái gì á, nếu mà em giúp được thì người khác nhờ thì em sẽ giúp nhiệt tình, giúp hết mình. Thôi bây giờ em chỉ thấy, có nhược điểm lớn nhất là bỏ hút thuốc thôi. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì được ba mối tình. Khá dữ ta. Ba mối tình, mối tình là nào dài nhất? Chắc là mối tình dài nhất thì nó là thời kiểu học sinh á. Còn học sinh bỏ qua đi. Mối tình mới nhất đây nè. Mối tình mới nhất thì chắc được hơn một năm. Bọn em chia tay cũng khoảng 2 năm rưỡi rồi. Lý do? Công việc của em là nó đi xa, mà bạn nữ thì ở ngoài miền Bắc nữa. Em thì có xu hướng là muốn vào trong này lập nghiệp và gần gia đình ở trong này hơn. Hai đứa nó không đồng quan điểm. Nhưng mà nói chung là lỗi cũng là do nam nhiều hơn, chứ không thể nào trách các bạn nữ được. Nam biết nhận lỗi là tốt. Chia tay xong đừng đổ thừa bạn nữ được rồi. Coi như sao mà cách lòng với lại cái quan điểm nó không có hợp với nhau ha. Dạ, đúng rồi. Thôi mời bạn gái. Dạ thì em trải qua 2 mối tình rồi chị. Tất cả là đều thời sinh viên hết. Mối tình thứ nhất là tụi em quen nhau 3 tháng. Mối tình thứ hai là được 3 năm. Quen 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Bởi vì lúc ra trường thì bạn nam là muốn về quê lập nghiệp, nhưng mà quê là ở Hà Tĩnh, cũng xa, mà em thì lại muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh, nên tụi em cũng quen xa và chia tay. Rồi từ đó đến nay là được bao lâu rồi? Dạ, từ đó đến nay là 5 năm đó chị. 5 năm? Dạ. 5 năm qua không có ai để ý mình hết trơn hả em? Có thể có người để ý mà em không để ý người ta, còn có người em để ý mà người ta không để ý em. Khổ ha. Dạ. Người theo tình thì tình, phụ phụ tình thì tình theo ha. Bởi vậy mới nhờ tới chương trình mà muốn hẹn hò. Rồi bữa nay muốn tìm người như thế nào? Ngoại hình là cao hơn em, phải 1m65 trở lên. Rồi. Vui vẻ, hoạt bát. Đừng có nói nhiều quá, tại vì em nói nhiều rồi. Ngoài ra là anh đó là phải chững chạc đó chị, trưởng thành. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai không? Đeo quá nhiều trang sức. Đeo trang sức hả? Bên kia dạ. Có đeo trang sức không? Con trai mà đeo trang sức nhiều thì cũng... Là hơi nữ tính, giới tính hài hòa lắm. Bên đây không có đeo gì trơn á. Dạ. Ngoại trừ đeo một cái trang sức là mắc kiến thôi. Đừng có mùi cơ thể quá nặng. Mùi cơ thể hả? Dạ. Chờ chút. có mùi gì vậy? Không, mùi hàng rào. Còn gì nữa? Bạn trai đừng xăm chỗ ạ. Không có. Mà chỗ chưa có xăm. Không có xăm gì hết. Dạ không xăm gì hết. Được chưa? Dạ được chị. Dạ đủ chuẩn hết rồi ha. Bên bạn trai đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của bạn gái? Thôi 70 thôi anh. Mấy? Chi cao chứ vậy. Thôi lấy 70 thôi. 70%. 70%. Từ 70 trở lên. 70 là tốt rồi. Thôi dạ. Ngon lành. Vượt mức trung bình rồi anh ơi. Rồi yêu cầu của bạn trai thì sao nè? Yêu cầu của em thì nó đơn giản lắm. Ngoại hình thì em cũng thích bạn nữ cao 1m55 trở lên. Da trắng trắng hay xíu. Da trắng. Về tóc tai, quần áo, hoặc là bạn ấy xăm mình hay không thì em không quan trọng. Tại vì xăm nó cũng có một chút đẹp. Nên là em cũng thích xăm nhưng mà chưa dám xăm thôi. Xăm cái tim này giữ trắng. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Thôi nói chung dễ. Rồi để anh kiểm tra thử xem sao nha. Ồ, dạ, em xin chào bạn gái. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Bên hàng rào nhìn qua dễ thương như sao. Hơn 55 mà. Dạ không anh. Em mới có 1m5 à. 1m5 đúng luôn. Đúng tiêu chuẩn mét 5 được không? Cái này cũng do nếu mà mình yêu thì cái gì nó cũng dễ. Đúng rồi, nói chung chiều cao không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng thôi mà. Dạ. Quất vô đôi dạng phân là dư 5 phân là... Bên đây chỉ có một nhược điểm mà nãy giờ băn khoăn bên đàn trai thôi, đó là hút thuốc. Hút thuốc thì có thể từ từ bỏ được. Hút thuốc quá nó khắm vô người, nó hôi luôn á. Mùi thì không thấy, nãy giờ không thấy mùi đó. Không có sao chứ á. Dạ. Nhưng mà mùi chính là mùi đàn ông là mùi cũng dễ nhớ lắm. Ôi, dễ giỡn. Nhiều người phụ nữ rất là mê mùi đàn ông. Mùi đàn ông là khác nha. Mùi đàn ông. Mà dạ, anh Linh là có mùi đàn ông hả? Anh hả? Anh cũng lộn xộn nhiều mùi lắm. Mùi linh hoạt. Mùi linh hoạt lắm, bữa mùi này mùi kia. Nhưng mùi đặc biệt thì không có. Em có ghen không? Dạ, em ít khi ghen lắm. Tại sao anh hỏi như thế? Bên đây là kỹ sư xây dựng. Thành ra bạn ấy hay thường xuyên đi trên các gọi là tỉnh này tỉnh kia. Cũng có giao tiếp này kia. Không ghen ha? Dạ. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Cho đàn gái qua coi mắt đàn trai, với đàn trai bên đây hiền lắm mà. Coi. Trời. Hơi ốm ha. Dạ em hơi ốm. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được?
Em nghĩ thì cái này phụ thuộc bên bạn nữ. Nếu mà hai người hợp á, thì lúc nào bạn nữ đồng ý là có thể tiến. Nhưng mà em có tính là lập nghiệp ở đâu? Tại bạn nữ chỉ muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Em là cũng từ ngoài Bắc chuyển vô. Ngày trước là em làm ngoài Bắc, nên em muốn lập nghiệp bên này nên em chuyển vào Chi Nhánh. Nhưng mà chị nghe là ba mẹ em ở Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Thì mình có ý định là về Vũng Tàu làm dâu không? Dạ không, nhà mẹ em không thích ở chung với con dâu với con trai. Thỉnh thoảng gặp nhau thôi chứ. Thăm chơi thôi đúng không? Em đã sẵn sàng những gì cho đám cưới chưa? Nếu mà cho khoảng 6 tháng thì em nghĩ là về cái phần chi phí và đám cưới là em lo được. 6 tháng đến 8 tháng là ok. Còn nhà thì nhà em có một căn nhà nhỏ bên Tân Phú này. Có nhà bên Tân Phú luôn rồi. Dạ rồi, mấy anh em đang ở đó. Giỏi quá ha. Đâu, cái này không phải của em. Nhà chung mấy anh em Hùng hả? Dạ không, của ba mẹ. Của ba mẹ. Mình phải phấn đấu có một cái nhà riêng. Trong vài năm mình phải lên kế hoạch. Cái kỹ sư xây dựng đâu muốn xây lúc nào xây rồi mình đó. Phải xây cho người ta dễ rồi xây cho riêng mình á thì mình phải có kế hoạch. Bạn có cái tật xấu gì nãy giờ bạn chưa khai không? Tật xấu à, em nhiều tật xấu lắm, cái gì cũng có đó. Tôi nghĩ bạn mà bị ốm như vậy á là cũng lý do là bạn bị hút thuốc nhiều quá. Mà hút thuốc nhiều quá nó ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Nếu như bây giờ bấm nút nè, hẹn hò nè, em nhắm bao lâu còn bỏ được thuốc? Em có hứa với mẹ em rồi. Hứa mẹ, xưa mẹ là có nói là bỏ thuốc, nhưng mà em hứa với mẹ là chừng nào mà con có người yêu mà xác định cưới á là lúc đó bỏ hẳn luôn. Nữa. Hy vọng là hôm nay sẽ có động lực bỏ thuốc lá. Cố lên nha em, cứu một người và cứu cả nhiều người xung quanh. Hôm nay mình đi với ai cơ? Hôm nay em đi với ba em gái và đồng nghiệp bạn thân bạn cùng dãy trọ đông lắm. Gia đình đi đông quá, có ba em ha. Chào chú. Chào chú. Kính chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Chú thấy con rể tương lai mình thế nào? Qua thông điệp của Tuấn Anh thì tác phong thì cứng chạc, tính cách thì qua giọng nói thì cũng có điểm hiền lành, tôi thấy rất được. Nếu mà hai đứa có tâm đầu thì sẽ tìm hiểu đến với nhau. Dạ, cháu chào chú. Cháu hứa với chú nếu mà cháu và em có cơ hội tìm hiểu nhau và đi đến được đến cùng thì cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho em bằng hết chính cái khả năng của mình và hết sức mình có thể. Nhưng mà nhà chú Phú Yên đó. Có thích ra Phú Yên không? Mấy năm trước em đi công tác ở Quảng Ngãi ấy, thì cái mạng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là em rất thích những người ở khu vực đấy. Rất thích có ấn tượng đặc biệt với con người ở khu vực đấy. Người Phú Yên là dễ thương lắm á. Dạ em biết. Vậy là chú ủng hộ con rể tương lai ha. Ủng hộ. Dạ cảm ơn chú. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một đứa em ruột và một đứa em họ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào Cát Tường, chào chị và toàn thể mọi người trong trường quay hôm nay. Nếu mà nói về ưu điểm của anh em á, mà anh ở nhà rảnh rỗi á, thì anh hay dọn dẹp nhà, rồi với cả là nấu ăn ngon lắm, chị yên tâm. Anh em là nấu ăn số 1 đó chị. Hay quá. Với cả anh em có một cái nhược điểm là tại vì á, cái vấn đề công việc nhiều quá, nên anh không muốn chăm lo cho bản thân lắm, nên là đến giờ mới chưa có bạn gái lại á. Bên đây thì em thấy chị dễ thương, nói chuyện hiền. Và em thấy là cũng đầy đủ tiêu chí mà anh em muốn á. Em thấy anh chị mà nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Và nếu mà có duyên phận với nhau thì sẽ nên vợ anh chồng với nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở hàng rào ra để các bạn tiếp cận gần hơn và chia sẻ nha. Mở hàng rào. Đó. Lần đầu gặp mặt anh cao lắm khỏe. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Dạ anh là người chững chạc. Dạ ít nói. Không, anh nói nhiều lắm á. Chẳng qua không có cơ hội để anh nói nhiều thôi. Mở quà đi em. Hôm nay chị thấy em xin phép được giống mở như bà. Là mặc áo tình nhân vậy đó, mặc áo cặp vậy đó. Rồi hộp quà cũng xanh luôn nữa, màu xanh hy vọng. Một đó. Ồ đẹp quá. Dạ. Một bó hoa hồng. Hy vọng nhận quà của bạn trai cũng có cơ hội để tặng em nhiều đóa hoa như thế này hơn. Dạ, em cũng rất thích hoa sáp ạ. Thế công việc của em hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ, công việc của em thì làm theo giờ hành chính. Dạ, từ 8 giờ tới 5 giờ. Em được nghỉ chủ nhật và chiều thứ bảy. Công việc của anh ấy, nó không phải cố định là giờ hành chính. Có khi anh phải tăng ca làm đến tối cơ. Chủ nhật là em rảnh cả ngày đúng không? Dạ, đúng rồi, dạ, chủ nhật thì em rảnh. Có khi chủ nhật mình sẽ đi chơi được nhiều hơn. Dạ. Em ở trong đây ấy, thì nhà em ở Phú Yên là bao lâu em phải về một lần? Thường thì em về thăm nhà là dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc là Tết thôi anh. Mà thế gia đình em cũng đơn giản lắm. Thế con rể Phú Yên thì phải làm những gì? Con rể Phú Yên thì cũng giống như những người con rể khác thôi, cũng đơn giản thôi anh. Về thăm nhà cùng với em chứ không có lễ tiết gì. Chỉ thăm nhà thôi hả? Dạ đúng rồi. Nhiều lên, thêm nhiều ba em rất thích trồng cây cảnh anh.
À. Mấy chậu bông á, có thì anh phụ trách cái đó cũng được. Để Phú Yên có khó chút xíu đi, để tưởng dễ nó về hoài đó. Anh có thích đi du lịch không anh? Ngày xưa thì còn đi nhiều, nhưng bây giờ bạn bè nó lấy vợ hết rồi, đi với ai được, bây giờ anh toàn ở nhà. Tại vì em cũng rất là đi du lịch đó, nếu như có thể thì... Em đã đi được đến đâu rồi? À, em đi được một số khu vực ở trong ở Việt Nam và mấy nước Đông Nam Á ha. À, đi nước ngoài hả? Dạ. Anh dốt tiếng Anh lắm nên là anh ngại đi nước ngoài lắm. Tiếng Anh em thì cũng khá khá nên nếu như đi thì em sẽ lo cái đó. Không quá, đúng nguyện vọng rồi. Ừ, nếu mà mình đến được thì em thích con trai không? Con trai con gái thì cũng được anh, tại vì con của mình chưa đâu phải con của người khác đâu. Anh thì quan điểm của anh là anh thích giống con giống anh Linh, là hai cô con gái. À, con phải. Anh thích con gái hơn. Nhà em trai. Là ba đứa con gái anh. Cũng được, không sao cả. Nhà anh ai cũng thích con gái hơn con trai. Rồi bây giờ mình chia sẻ cũng nhiều rồi, mỗi người nhìn thẳng vào mắt nhau, nói một câu thôi, cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Con trai xây dựng thì nó hơi khô khan, nó cũng không có lãng mạn. Nhưng mà nếu mà mình hẹn hò với nhau á, anh nghĩ là anh sẽ dành tất cả những cái gì mà anh có thể làm được cho người mình yêu. Anh tin là nếu mà mình tìm hiểu kỹ mà đi được đến với nhau á, anh có thể chăm lo cho em được. Rồi, yên tâm, anh ấy là kỹ sư xây dựng. Anh ấy sẽ xây dựng cho em một ngôi nhà tình yêu. Ở nơi đó có tiếng cười của trẻ thơ, ở nơi đó có đầy đủ những điều mà em muốn. Để tay vào nút bấm với chàng trai bên kia, tay trái. Sau khi trò chuyện, sau khi khảo sát hai bên gia đình, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Bởi đây là tình yêu, là hạnh phúc của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Âm tài nhau, sự trùng hợp. Rồi, ha. Bây giờ á là bắt đầu là xin phép chú nè. Ngày hôm nay chính thức tại bạn muốn hẹn hò, xin chú là cho phép chúng con quen nhau và tìm hiểu nhau, và xin phép chú con hôn bạn gái cái. Nói xin phép chú từ bây giờ là cho cháu được phép tìm hiểu bạn. Chú đồng ý. Còn vế nữa. Cháu xin phép được hôn bạn gái. Chú đồng ý luôn. Đó, cái gì hay nè. Trời ơi, dễ thương quá. Phải nói tất cả các bậc cha mẹ đều rất hạnh phúc trong những giờ phút này. Có thể nói đây là một cơ hội để các bạn có thể tiến xa hơn trên đường hạnh phúc, được sự ủng hộ của gia đình, của tất cả mọi người nha. Trời ơi, con trai vô ý vô tứ lắm em ơi. Cái chuyện rớt đũa rớt ba rồi là chuyện bình thường. Em có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Ngoài hình thì nhìn phong độ. Phong độ là sao? Cái nhanh nhị lắm á. Anh phong độ hả? Cảm ơn em nha. Rồi biết lo cho sự nghiệp, chăm sóc cho gia đình nhiều. Lo cho sự nghiệp thì thấy bên kia lo rồi đó. Mà có chăm sóc gia đình hay không thì chị chưa biết. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích, người ta để móng tay dài. Nhìn ghê lắm chị ơi. Bên kia có không? Cắn trước khi tôi qua đi nghe. Có để chút xíu để buồn buồn đánh đàn rồi nghe được chị. Được không em? Cắt đi. Cắt đi. Ghê như vậy. Xe tay ra coi. Ê, tay giật ọt được. Không, bên đây sát nhẹ được, được. Bữa nay như hên có cắt hay sao? Con bé này dễ thương nè. Công nhận răng đẹp dễ sợ. Dạ, đang cẩn thận. Khởi đâu khởi, chúng ta còn chưa từng lúc mà khởi cái gì. Đó là có liên quan gì vậy chị? Coi coi làm sao, người ta biết coi gì. Có làm ai làm mốt, người ta có quyền. Chúng ta coi coi coi. Quá quá. Wow, được. Mét, xinh 1m4. Được, được. Bao nhiêu? Dạ, 1m81. Khó không? Dạ, thiệt. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? À, em tên là Hiển Yêu Biển. Hiển Yêu Biển? Dạ. Hả? cái gì tên gì bạn? Dạ Hiển Yêu Biển chị Cát Tường ơi. Hiển Yêu Biển. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 23. 23 tuổi, đang làm nghề gì? Dạ đang làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Ước gì bạn gái của bên đây tên Biển nè. Dạ bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào Biển. Biển tên gì? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Xuân. Tưởng đâu tên Biển, tại bên kia tên là Hiển mà yêu Biển. Đổi là thành Hiển yêu Xuân đi nha. Xuân ơi, năm nay Xuân bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24, Xuân đang làm gì nè? Em đang làm nhân viên văn phòng. Còn bạn Hiển yêu Biển, bạn làm du lịch mấy năm rồi? Dạ, em làm du lịch được 4 năm.
Nếu như có một người nào đó họ muốn đi du lịch nước ngoài mà họ muốn đi nguyên gia đình, bạn có dám mời đi không? Dạ không có tiền đâu mời. Nếu như cả gia đình của người yêu em muốn đi, em có dám mời không? Dạ dám. Không có tiền sao dám? Không, lúc đó thì sẽ có tiền để đi chứ. Chưa. Đó, ta đi vay mượn ta cũng phải mời đúng không Hiển? Dạ. Hiển ơi, mà hồi nãy em giới thiệu em bao nhiêu tuổi chị nghe chưa rõ? Em 23. Bên đây 24. Em có ngại quen bạn gái lớn tuổi hơn mình không? Dạ không chị ơi. Trời. Em thích. Thích gì? Dạ em thích bạn gái hơn tuổi. Em đi làm nhiều khi cái thời gian của em á nó không có để mà em có thể quan tâm cho người ta. Cho nên là khi mà em có bạn gái lớn tuổi hơn thì cái trải nghiệm của họ nó sẽ nhiều hơn em. Thì họ có thể chia sẻ và thông cảm cho em được một phần. Có nghĩa là em đỡ phải mất công chăm sóc người ta mà người ta phải chăm sóc lại em. Dạ họ không phải vậy. Lúc nào chăm sóc được thì phải chăm sóc thiệt nhiều để bù lại những lúc không chăm sóc được. À, sao Xuân thấy sao? Xuân có ngại quen với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không, miễn sao là người ta biết suy nghĩ thôi chị. Chứ đừng có trẻ con quá mà tối ngày cứ nhõng nhẽo hoài là em không có thích đâu. Không, chị thấy mà dám mượn tiền đãi cả nhà, dẫn cả nhà bạn gái đi du lịch là chị thấy biết suy nghĩ rồi đó. Bây giờ mình hình dung tưởng tượng xem cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào. Phải tạo cho em được cái ấn tượng đầu tiên, biết thông cảm và chịu khó trải nghiệm chung với em. Ví dụ em rủ đi du lịch bụi thì cũng sẵn sàng xách ba lô lên đi với em, không có ngại. Em rủ người ta đi nhưng mà người ta đi rồi đó, nhưng mà đi thì ăn ở đi lại tiền nó ai chịu? Dạ em chịu nhiều hơn. Nghĩa là bên kia có hùng. Dạ bên kia có hùng. Tại sao phải hùng? Thường thường nam phải trả cho nữ chứ hùng gì? Dạ em nghĩ là cái gì mà chung làm thì nó mới vui. Em có bắt người ta hùng nhiều hơn em không? Dạ không. Em con trai vẫn phải ga lăng, không phải hùng nhiều hơn. Sao bạn nói vậy em thấy sao? Đi chơi phải có hùng tiền đó nha Xuân. Nếu mà bây giờ bạn nói vậy thì ok, mình chơi kiểu Mỹ đi. Có nghĩa là em sẵn sàng hùng phải không? Dạ. Cái anh chàng bên đây là một anh chàng khá điển trai, rất là rành về tâm lý phụ nữ, có duyên trong giao tiếp. Nói chung là hình dáng ngoài thì nhìn rất bắt mắt. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao bạn lại ế mà bạn đến đây bạn ngồi đây, tôi không hiểu được. Đặc điểm công việc của em nó cũng khó khăn về mặt thời gian. Khi muốn hẹn hò thì bắt buộc là phải cuối tuần, đưa đi ăn, đi uống, đi xem phim, rồi đi cà phê hoặc là đưa đón các kiểu. Còn em những ngày đó em đi làm mất tiêu, nên là em không có thời gian hẹn hò và tìm hiểu. Mà mấy cô giờ chắc cũng không cô nào mà chịu vậy đâu. Em hỏi cuối tuần gặp chịu, nhau. Hỏi kêu chịu, hỏi thử coi. Dạ dạ từ 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 từ. Cứ hỏi thử coi, nếu thời gian gì không chịu thì mình ngưng luôn, khỏi cần gặp luôn. Tự nhiên nhiều khi chứ trước đám đông người ta ngại, người ta không nói thì sao anh? Đâu cái tâm lý nhiều khi người ta nói tao không thích, tao nó không thích à? Dạ anh cho em thời gian thuyết phục. Nhiều khi không thích nhưng mà ta mở mặt lên, ta thấy mặt ta thích là cái gì ta cũng chịu. Anh Linh này không có hiểu tâm lý gì chứ. Nghe sơ sơ vậy rồi đó. Thời gian dành cho bạn gái nhiều là không có đâu, ham đi kiếm tiền. Thì quan điểm em thấy trong tình yêu như vậy em thấy sao? Dạ kiếm tiền là tốt chị. Để em thích tiền lắm. Đúng. Vấn đề là bỏ mình ở nhà đi kiếm tiền về có chia cho mình hay không mới là quan trọng. Đúng không? Đúng rồi. Nói cho vui nhưng mà giờ chị hỏi em rất là dễ thương. Tại sao em lại không có được tìm được người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Có thể là do em khó tính chị. Khó tính là khó tính chỗ nào? Thí dụ như mình ngồi ăn đi mà mình chống tay hay là mình làm rơi đũa ngoài em cũng khó chịu nói chuyện đó lắm. Trời ơi con trai vô ý vô tính lắm em ơi. Cái chuyện rớt đũa rớt ta rồi là chuyện bình thường. Em có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Ngoại hình thì nhìn phong độ. Phong độ là sao? Cỡ như anh Quyền Linh đó. Anh phong độ hả? Cảm ơn em nha. Rồi biết lo cho sự nghiệp, chăm sóc cho gia đình nhiều. Lo cho sự nghiệp thì thấy bên kia lo rồi đó. Mà có chăm sóc gia đình hay không thì chị chưa biết. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích người ta để móng tay dài. Nhìn ghê lắm chị ơi. Bên kia có không? Cắn trước khi tôi qua đi nha. Có để chút xíu để buồn buồn đánh đàn rồi nghe được chị. Được không em? Cắt đi. Cắt đi. Cái gì không thích nữa không? Ngoài cái móng tay dài. Ở dơ chị. Trời ơi. Em nhìn anh bên đây bảo đảm với em. Ở dơ. Trời ơi, làm gì đâu mặc quần áo thì ghê như vậy. Xẻ tay ra coi. Ê, móng tay dài thòn đấy không? Không, bên đây sát nè, được, được. Bữa nay hình như hên có cắt hay sao? Cái thằng bé này dễ thương nè. Công nhận răng đẹp dễ sợ luôn. Tóc đẹp. Dạ, răng khểnh. Khởi đâu khởi, thục ra thục vô tùm lum mà khởi cái gì? Đó là liên quan gì cái chuyện? Coi coi sao thì tao muốn coi gì, tao làm mai làm mối, tao có quyền. Đứng lên coi giọng coi, đứng lên. Quá. Wow, được, bé mét, này xinh nè. 1m4. Được, được, cao nhiêu? Dạ 1m81. Khó không? Dạ thiệt. Rồi được rồi. Ủa, Duyệt quá. Đồng ý. Dạ em nè, cảm ơn. Đi làm kiếm tiền là được rồi. Nhưng mà về có chia cho bạn gái không? Dạ có chứ. Đúng không? Tại vì người ta thiệt thòi.
Ta quen với mình mà lễ người ta phải ở nhà. Có một mình chơi vơi, mình đi làm kiếm tiền về thì mình phải có quà cáp, phải có chia sẻ chút đỉnh. Em ngồi đi chứ, các tường khó khổ lắm. Đồng ý không? Dạ, được cái là đi tới đâu cũng chịu khó mua quà cho bạn gái hết trơn. Đó, vậy thích đó. Mai mốt mua nhớ kèm cho chị miếng nhỏ nha. Chị giờ thấy dễ thương rồi đó, không biết em sao thôi đó. Bây giờ anh hỏi em này, em có khuyết điểm gì không? Dạ có, hơi nóng tính. Không được đâu, nóng tính nhiều quá không tốt ha. Dạ, bốc đồng. Cái này hơi nguy hiểm nha, nhiều khi bốc đồng quá là mệt lắm đó nha. Em đang sửa, đang kiềm chế. Đúng rồi, khuyết điểm gì nữa? Ham chơi. Cái này mệt nữa nha, rồi còn gì nữa? Không, dạ hết rồi, nói nữa là chơi á. Sợ giấu. Ưu điểm nè, nói thoải mái luôn nè, ưu điểm. Vui vẻ, nhiệt tình, năng động. Có mấy cái lẻ tẻ lên tên như là hát được, đàn được, làm MC được. Kể chuyện cười được. Thôi giấu bớt đi, ta biết nhiều quá không được. Thôi cái này phải khoe, cái này không có giấu. Cơ hội chứng tỏ đâu có nhiều đâu anh. Hát đi, hát đi, hát đi. Hát bài đó gì, tình yêu chẳng hạn. À, hát mấy câu trong cái bài mà hay hát cho khách du lịch nghe. Rồi. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhum nắng. Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Hay quá đi bé ơi. Có duyên rồi đó, được dạ, á. Này chắc cô gái nhiều lắm nè. Hello. À. Chào được lắm. Em thấy anh chàng mình nó sao có duyên lắm á. Em thích những cái người vui vẻ gọi là năng động vậy không? Mà có bộ chắc gái theo nhiều lắm anh ơi. Em ghen dữ lắm á. Dạ. Ghen quá không có tốt rồi em. Vấn đề là người đó gái theo nhiều nhưng mà người ta theo em là được rồi. Em cũng nhiều trai theo chứ bộ. Đúng không? Người ta theo mình theo quan trọng là do mình thôi. Em thấy cũng được đấy. Giờ kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Nhiều nhắm mắt thở ra chứ hả? Coi cái tóc ông chỉ. Chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Dạ, chào Xuân. Có quà tặng Xuân ha. Vậy chào gì thân thiện quá vậy? À, đây là một chiếc khăn rằn. Chiếc khăn gió ấm hả? Khăn này khăn nắng. Khăn này tặng cho một người mà mong muốn sau này sẽ rủ người ta đi du lịch cùng mình. Cảm ơn. Công việc nói đi nhiều hả? Đi nhiều một tháng đi bao lâu? Một tháng nếu mà tháng bình thường thì đi khoảng 15 ngày. Mà tháng mà cao điểm thì đi khoảng 20-25 ngày. Công việc nó là như vậy nhưng mà bù lại sẽ có những khoảng thời gian rỗi vào đầu tuần. Ví dụ một tuần 7 ngày thì sẽ đi 3 ngày, 2 ngày. Hoặc là những ngày còn lại thì sẽ có khoảng thời gian rỗi. Tức là mặc dù cái thời gian biểu nó hơi khác thường một xíu nhưng mà chắc cũng chấp nhận được. Cảm nhận về người bạn gái ngồi phía trước mặt. Dạ, rất là thẳng thắn. Ở những cái chi tiết nhỏ mà cũng nói thẳng được nhau là em thấy rất là thẳng thắn rồi. Còn bạn thì sao Xuân? Em thấy bạn cũng duyên mà có vẻ hơi trẻ con. Không phải lần đầu có người nói trẻ con đâu. Từ từ mới chứng tỏ được là người lớn như thế nào. Có thích đi du lịch không? Có. Có thích chụp hình không? Có. Có đem theo máy chụp hình là nhờ anh Linh chụp giùm cho Tấm nha. Mình trời có cái tính hay là quan sát ảnh người ta chụp lắm. Cho nên là ai mà để ý mình hay là thích mình á, mà chụp hình là mình nhìn cái tấm hình đó là mình sẽ biết mình. Nên bạn thử xem. Thử thôi. Ủa đâu có thời gian chụp hình đâu. Dạ xong rồi. Rồi giờ đưa cho bạn nữ ta coi, ta nhận xét nè. Trời đất ơi. Đây là cái khung hình mà mình chụp ha. Có hai người nói luôn đi. Hết giờ, sao? Dạ. Nhìn hình thấy sao? Được không? Nhìn biết chịu rồi. Rồi mời hai bạn để tay vào nút bấm. Đây, lên đây. 1 2 3. Hết thời gian. Lên đây, lên đây. Chúc mừng hai bạn. Choàng cái khăn lên nhá, cho nó đẹp. Đó, khăn bạn trai tặng choàng lên, nắm tay nhau. Trời ơi, có quà trong này nữa nè. Thấy chưa? Không mở ra là đâu có nhận thấy. Choàng khăn vô đi em, cho nó ấm. Đó. Rồi, sẵn ôm hôn luôn đi. Thôi, không chưa được anh ơi.
Bạn nữ cảm nhận thế nào? Em thấy bạn này chu đáo, rất là quan tâm bạn gái. Còn cái tấm ảnh hồi nãy chụp thì em nhìn tấm ảnh em thấy sao? Bạn này chụp thì ngay cái góc em đẹp nhất. Và em thích chụp cái góc đó nhất, nên là em mới bấm nút. Hiển hay hay hơn vậy? Em biết rồi. Bây giờ cảm xúc của em thấy thế nào? Rất là hồi hộp. Nắm tay nhau cái đi cho hết hồi hộp. Cười cái gì không biết nữa, mình trẻ trung hiện đại mà. Nắm tay nhau đi. Hai bạn nắm tay nhau và chúc mừng hai bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai em một cặp vé xem phim để hai em vô trong chỗ xem phim rồi hai em hôn nhau. Bạn 7 năm rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi 7 năm. Vậy mà không dám nói luôn. Sao không nói? Dạ có bao giờ thổ lộ không? Dạ có nhưng mà người ta không đồng ý rồi thôi luôn. Bây giờ anh hỏi thiệt nè. Dạ. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Dạ chưa. Thiệt luôn. Có hung hung nhẹ nhẹ chưa? Chứ nắm tay chưa có luôn anh. Rồi thấy con gái có khoái không? Thì cũng khoái nhưng mà đa phần làm việc công mình à. Tại việc của em làm bị áp lực cao á. Ngồi mình coi máy vi tính suốt đúng không? Dạ đúng máy rồi. Máy vi tính là bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Là luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi lên máy vi tính rồi lúc nào buồn buồn có coi mấy cô gái trên đó không? Trời ơi, em không biết có thời gian rảnh không? Tại vì em bị dí tối ngày. Không có coi phim gì cả luôn. À, có coi phim. Phim gì? Thì mấy cái phim như là... Có con gái có coi không? Không, phim mà mới đây em coi đó là phim Bác sĩ Ma. Coi ma chi? Có mấy cô đẹp không? Không, Bác sĩ Ma là phim tình cảm Hàn Quốc anh. Có cô gái đẹp không? Dạ cũng có. Có cảnh hôn nhau không? Không, cái phim đó là nó nói về y bác sĩ đúng không? Dạ y nhưng bác sĩ không? Có coi cảnh nào mà các cô gái với chàng trai ôm nhau hung này không có luôn đó. Em tên là Liêu Kim Long, sinh năm 90, bây giờ đang làm việc IT. Sao nữa? Quê đâu? Dạ quê em ở đây luôn. Ở đây là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ quận 12. Hiện nay đang ở với ai Long? Dạ đang ở với mẹ và gia đình em gái. Tức là em gái có cho gia đình rồi. Dạ. Ở chung với mẹ luôn. Dạ. Nghĩa là hộ khẩu có 4 người đúng không? Em dạ. Mẹ với em gái, chồng em gái. Dạ. Không, với thêm một đứa cháu gái nữa. Là 5 người. Dạ. Rồi, đó là lịch trích ngang của Kim Long 32 tuổi, kỹ sư IT. Xin mời các bạn hãy nghe lời tự giới thiệu của nhà gái. Dạ em tên là coi bên đó sao nha Long nha. Dạ em tên là Võ Trần Lan Anh, 31 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh. Đang là nhân viên văn phòng ạ. Mình sống ở đâu cưng? Dạ em sống ở quận Phú Nhuận. Ở bên đây quận Phú Nhuận nha, 31 tuổi, nhân viên văn phòng. Phú Nhuận qua quận 12 gần lắm. Không sao hết ha. Dạ. Thuận tiện đường luôn á Long hả? Rồi, Long có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là làm việc chăm chỉ với lại làm việc tới cùng hết mọi thứ luôn. Còn khuyết điểm của em là hơi bị độc lập. Hơi độc lập là sao? Là độc đoán. Độc đoán khác độc lập khác. Dạ dạ dạ. Tức là độc đoán là em quyết mọi thứ hả? Dạ dạ. Người ta hay gọi là sơ sơ là gia trưởng đó đúng không? Dạ 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 dạ. Đại loại như vậy nhưng mà dạo này em cũng đang cố gắng sửa. Sửa đi. Dạ. Không mà gia trưởng phụ nữ không có thích đâu. Đúng rồi, cái đó phải sửa. Gia trưởng quá phụ nữ sợ, ngại lắm. Rồi nhà gái đi. Rồi bây giờ mình tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm nè. Dạ em thì rất là nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng, hay cười. Nãy giờ chị thấy hay cười thiệt. Bên đây y chang nha. Bên đây càng cười càng cà lắm đó. Xí nha, chưa có cà lâm nha. Một hồi cười là cà lâm đó. Đúng không? Chưa biết. Nãy giờ có rồi đó. Mình nghe chắc có thể. Mình nghe khuyết điểm nè. Nãy giờ mới có ưu điểm nè. Dạ, khuyết điểm là hơi cứng đầu. Nếu mà có chuyện gì thì em sẽ muốn ngồi xuống cùng giải quyết cho ra, giống như là cho rõ ràng á. Chứ em không thích, với lại tính cũng thẳng thắn. Tức là cái em là cái gì, trắng là trắng, đen là đen. Dạ. Đúng không? Nhưng mà trong cuộc sống này đôi khi có những lúc nó phải có màu xám một chút xíu. Nên cái đó thì phải
bớt cứng lại nghe không? Cặp này lạ lắm nha, bên này cứng đầu, bên này độc đoán. Mốt về không biết, không biết cãi lộn không bao giờ ngừng luôn á. Đúng luôn á, hai bên này cãi cho tới sáng luôn á. Không không, em mấy năm nay em sửa rồi, đa phần em lắng nghe hết mọi thứ. Xong rồi em mới quyết định riêng của em, kiểu như là em là người quyết định cuối cùng, vậy cuối em, hết luôn. Vậy em nghe nghe chi? Cuối cùng em cũng quyết mà. Đúng không? Nhưng mà em tổng hợp hết mọi thông tin lại trước. Tổng hợp. Dạ. Nói chơi vui chứ nếu như mình lắng nghe thì mình cũng giảm bớt cái độc đoán, độc quyền đó đi. Dạ. Gọi là gia trưởng đi thì phụ nữ họ đỡ hơn, còn cái gì mình nghe người ta đã xong mình cũng quyết theo mình, người ta tức thêm nữa, đúng không? Bây giờ chị Lan hỏi này, chị Lan phải bước qua mới được. Chào em. Dạ chào chị ạ. Cười rất tươi, có duyên luôn, cười hoài luôn á. Bên đây cũng cười, bên đây hay cười lắm, cười lắm. Dạ chắc này giận khóc nó cũng cười. Dễ thương. Nói nghe nè, bây giờ hồi đó mà độc đoán quá vậy rồi chắc là bạn gái dễ giận lắm đúng không? Dạ xí chưa có chị ơi. Chưa có luôn hả? Dạ chưa có luôn. Ế ế từ lúc mà xong đại học tới giờ luôn. Có biết lý do tại sao ế không? Dạ độc đoán với lại chuyên gia làm việc có một mình hả? À. Tại tức là mình không có điều kiện để mà mình tiếp xúc với lại phái nữ hay sao? Dạ hình như vậy á, với lại em cũng thích làm việc một mình hơn là giờ. Em có nhận một đề tài nào đó em cũng có làm việc con mình, làm từ A tới Z luôn. Rồi vì hồi đó tới giờ có thầm thương trộm nhớ người nào chưa? Có. Hồi nào? Có hồi mà mới học xong lớp 12 nhưng mà toàn là tình yêu đơn phương thôi. Lớp 12 yêu chi sớm vậy? Dạ tại vì lớp 12 đó em học xong em cũng có việc làm luôn. Vô công ty làm xong rồi cũng yêu đơn phương rồi thôi à. Cô cái cô đó ở đâu? Dạ cũng ở Sài Gòn này luôn. Rồi làm chung hay sao? Dạ làm chung. Mà sao thích người ta? Cô không biết nữa. Chuyện từ hồi xưa tới giờ chị ơi. Giờ quên luôn hả? Dạ. Giờ mặt mày người ta sao nhớ không? Dạ còn nhớ chút chút nhưng mà kiểu như là không còn qua lại nữa. Anh này anh không có bồ, đúng rồi. Anh nhát tới cỡ này là gì có bồ. Hỏi tới đâu là rung tới đó à. Đúng rồi. Vậy là em yêu đơn phương mấy năm? Dạ cũng lâu à. Em theo dõi Facebook, Zalo của người đó cũng khoảng 7 năm rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi 7 năm. Vậy mà không dám nói luôn. Sao hả? Không nói? Dạ có bao giờ thổ lộ không? Dạ có nhưng mà người ta không đồng ý rồi thôi luôn. Bây giờ anh hỏi thiệt nè. Dạ. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Dạ chưa. Thiệt luôn. Có hung hung nhẹ nhẹ chưa? Cái nắm tay chưa có luôn anh. Rồi thấy con gái có khoái không? Thì cũng khoái nhưng mà đa phần làm việc công mình à. Tại việc của em làm bị áp lực cao á. Ngồi mình coi máy vi tính suốt đúng không? Dạ đúng máy rồi. Máy vi tính là bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng là rồi. Là người yêu đúng không? Đúng rồi. Rồi lên máy vi tính rồi lúc nào buồn buồn có coi mấy cô gái trên đó không? Trời ơi em không biết có thời gian rảnh không? Tại vì em bị dí tối ngày. Không có coi phim gì cả luôn à, có coi phim. Phim gì? À, thì mấy cái phim như là có con gái có coi không? Không, phim mà mới đây em coi đó là phim Bác Sĩ Ma. Coi ma chi, coi mấy cô đẹp. Không không không, Bác Sĩ Ma là phim tình cảm à, Hàn Quốc anh. Có cô gái đẹp không? Dạ cũng có. Có cảnh hôn nhau không? Không, cái phim đó là nó nói về y bác sĩ đúng không? Dạ, dạ y nhưng bác sĩ có không? Coi cảnh nào mà các cô gái với chàng trai ôm nhau hung này không có em, luôn đó anh. Thí dụ có em có cảm giác gì không? Mình có em cũng biết nữa. Rồi vậy nó mất cảm giác rồi luôn rồi đó. Anh hỏi kỹ quá. Không rồi mà cái này phải hỏi kỹ chứ hỏi trời. Hỏi kỹ chứ giờ đi quen bên đàn gái rồi đàn gái không kiểm tra rồi về rồi nó không có nằm trong cái thế giới đàn ông thì sao? Bây giờ nè mình có bao giờ mà mình khát khao mình được hôn một người con gái không? Đúng rồi. Dạ dĩ nhiên rồi chị. Có nằm mơ thấy hôn ai chưa? Dạ chưa. Thấy không? Đâu có khát khao gì đâu. Bây giờ anh hỏi thật em là em có khoái con gái không? Dạ khoái chứ anh. Khoái sao không có cảm giác, không có yêu đương, không có nắm tay, không có muốn gì cho vậy? Thì em làm không? Thôi tội nghiệp, người ta ghẹo người ta hoài. Thích à. Thương quá à. Đến lo làm. Vậy là em còn zin 100% luôn đúng không? Dạ chắc không? Dạ
chưa một lần nào luôn hả? Dễ thương. Dạ. Dạ một chút đừng giận anh nha. Dạ. Tại vì em hâm mộ anh gần chết luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn. Ghẹo thấy dễ thương mới ghẹo đó. Bây giờ để anh qua bên đàn gái anh coi coi đàn gái có mối tình nào không. Dạ. Chào em gái. Mất tấn công em cái. Em được tình duyên sao rồi? Dạ được hai mối à. Hai mối hả? Đỡ bên kia. Bên đây giới tính rõ ràng. À kinh nghiệm hơn đúng không? Dạ. Vậy mốt về chỉ là bên kia nha. Dạ. Hai mối. Mối bao lâu nè? Dạ mối hồi học đại học thì được 3 tháng. Trời. Rồi mối thứ hai thì quen được 4 năm nhưng mà xong rồi chia tay tới giờ 6 năm em không quen ai nữa. 4 năm sau chia tay? Dạ có sự khác biệt về công việc rồi gia đình rồi bạn cũng đi làm xa. Anh làm gì mà khác biệt về công việc? Ảnh là ngành công an. Thì nói chung không là có thời gian đúng không? Dạ không có thời gian rồi. Nói chung là cũng làm việc xa nên là tình cảm phai mà 6 năm nay là ở không. Không quen ai hết. Dạ. Bây giờ bắt đầu quen nè. Nãy giờ em thấy anh bên kia tình hình thấy ổn không? Dạ. Nói chung là mục tiêu hôm nay cũng muốn là có người nắm tay đi về. Nhưng mà không biết là bên kia như thế nào. Ví dụ anh không nắm mình, chủ động mình nắm được không? Dạ, không biết nữa. Nè, cái này hơi khó nghe. Chị Lan nói nè, bên đây người ta không có kinh nghiệm nào hết trơn á. Mới mốt về em phải dạy lại hết từ đầu á. Nắm tay sao, rồi hung sao, phải dạy luôn đó. Dạy được không? Dạy được không? Dạ. Không biết. Được này. Cái này làm được. Mình hướng dẫn này mình muốn gì là mình nói anh đó, em muốn anh hôn em trên má là mình nói để anh hôn chứ người ta không có biết. Dạ. Em muốn ăn canh rau má để anh hôn lên má. Dạ. Dạ đúng không? Được không? Rồi, bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng thế nào? Một mẫu hình ra sao? Diễn tả có giống anh kia không? Nói chung là em không có quan trọng bề ngoài, chủ yếu là dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Nói chung là em quan trọng về tính cách nhiều hơn, là biết tính trên nhường dưới, quan tâm với gia đình. Thời gian thì có thể là bận rộn công việc á, nhưng mà em sẽ tôn trọng công việc, tại vì công việc của em cũng sẽ giống như là công việc hai bên thì cùng nhau giống như là cùng nhau cùng nhau bàn bạc trao đổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cùng đưa ra quyết định đúng không? Dạ. Với lại thời gian cố gắng dành thời gian buổi tối với cuối tuần cho gia đình. Rồi. Thật ra anh bên đó không có nói chơi vui chứ anh không có gia trưởng đâu. Bạn bên đó rất là hiền, rất là dễ thương. Nãy giờ anh Linh nói chuyện thấy bạn vô cùng dễ thương luôn. Mà bạn đó là có thể nói rất là chung thủy nè. Bạn đó biết cách đối nhân xử thế hiền lắm. Yeah. Theo anh Linh là như vậy đó. Chút gặp mặt thì thấy sao tùy em nha. Yeah. Rồi. Nhà trai nghe chưa? Dạ nghe anh. Nghe rồi ha. Nghe rồi cái mình thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của ngưỡng gái đưa ra nè. Dạ thì em cũng đáp ứng được khoảng 80-90%. 80-90 ngon đó, rồi. Ngon rồi đó. Em thích người phụ nữ như thế nào? Dạ em thích người phụ nữ thế nào? Em thì thích người phụ nữ hiền. Rồi phụ em làm việc nhà chứ ở nhà em cũng bị mẹ sai làm nhiều chuyện. Bị mẹ sai giờ kiếm vợ đi. Tự nhiên bị mẹ sai làm việc nhà cái kiếm bạn gái về làm phụ. Không, cùng làm phụ thôi. Cùng làm phụ hả? Dạ. Nó dễ thương chứ sao luôn. Thiệt ra ông thiệt tình. Anh rất là khoái nói chuyện với em luôn á. Nó này vui lắm á. Vậy rồi. Thôi hả? Rồi có nhu cầu gì về bạn gái nữa không? Không. Em cũng không biết. Đúng rồi, không biết là đúng rồi. Tôi khổ quá. Chưa biết lần nào mà em nó còn trong trắng, trinh nguyên, còn trọn vẹn. Chưa bóc tem á. Chưa có gì hết. Thùng còn gọi là dán băng keo kính mít. Nguyên siêu. Bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị đồng nghiệp. À. Dạ chào chị. Chị gái này chị gì? Chị đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Rồi đồng nghiệp dễ thương quá. Nào chị đồng nghiệp thấy em trai sao? Dạ thấy bạn trai nhìn có duyên thì cũng hài hước với lại có vẻ thật thà. Thật thà. Dạ. Thì bên chỗ Lan Anh thì cũng rất là hòa đồng, thân thiện với lại cũng chăm làm. Dạ. Thì nếu mà được thì hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi xa hơn thì mình có thể tiến tới xa hơn. Rồi dạ, cảm ơn em gái. Chị. Thật ra bạn trai này á dễ thương vô cùng mà bạn này rất là đáng tin cậy luôn á.
Mình hỏi nhà trai đi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ đi với đồng nghiệp luôn ạ. Đồng nghiệp luôn Long hả? Dạ. Chào các bạn đồng nghiệp nào. Dạ. Dạ, dạ mời bạn cầm micro để nói chuyện dễ hơn ạ. Em chào ạ. Mình để ở phía trong cái được rồi đó, được rồi em. Em để phía trong đúng rồi. Rồi. À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào tất cả quý khán giả. Chào em. Dạ, em là đồng nghiệp với bạn Long. Ừ. Dạ. Thì hôm nay có đôi lời thì nói lên với bạn nữ thì nói lên Long á, thì trước giờ chỉ là biết là công việc thôi. Ít trên cho nên ít đi tiếp xúc bên ngoài, nhất là với phái nữ, cho nên là thấy mình lên chương trình đó là bạn rất là thiệt thà. Và bạn chỉ có hay là nói là khi bạn hồi hộp á thì bạn hay nghe anh Linh nãy nói là hay cà lâm. Dạ. Nhưng mà có được cái là bạn nói tiếng Anh á, không cà lâm. Nói tiếng Anh là không cà lâm. Dạ. Để rồi, nói hàng là đúng luôn. Dạ. Nói nghe nè. Sao bạn Long không có bạn gái vậy? Dạ thì bạn là làm IT anh, là suốt ngày chỉ ôm máy tính thôi. Ôm máy tính. Chỉ biết ngồi code, gõ code rồi chạy deadline. Ở cơ quan Long có bạn trai không? Dạ, bạn trai thì cũng... Bạn trai thì có. Có hả? Có. Bạn trai của ông Mai á, là một cái ý nghĩa khác nghe. Bạn trai có nào thấy bạn Long nắm tay bạn trai đi đâu đó không? Dạ, cái đó thì em chưa thấy. Chưa chỉ thấy có à, nắm ly thì có. Nắm gì? Nắm ly. À, nắm ly là dạ, vô. Hai ba vô. À, được. Vậy là anh tin em nói thiệt ha. Cảm ơn em nha. Được rồi đó, bạn thấy khỏe đâu, đứng lên tôi coi cái coi. Tôi dạ. Tìm bạn quay vòng coi. Mạnh mẽ không? Dạ, cũng bình thường anh. Có biết học võ gì không? Dạ, không có học võ nhưng mà mấy tháng nay có đi tập gym. Tập gym hả? Gym tập sao? Mấy ông tập gym thì tôi cũng nghi lắm. Không. Mới tập mấy tháng nay thôi hả? Dạ. Sao trước đó không tập mà giờ mới tập? Tại vì trước đó cũng làm việc mình xong rồi cũng người nó hơi mập mập ra chút. Mập mập là có nhiêu? Dạ, 83kg. 83kg? Dạ. Rồi bữa nay em bao nhiêu? Dạ, 72kg. Giỏi vậy? Sao giỏi vậy? Em tập mấy tháng? Dạ, tập từ lúc mà đăng ký chương trình tới giờ. Mai chỉ anh tập đi nha. Cho anh xuống 10kg nha. Tức là em có cái động lực nào mà để cho em trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà em giảm được cái số lượng cân nó rất là nhiều như vậy? Dạ, em thấy em cứ tập bình thường xong rồi thay đổi lại chế độ ăn uống thôi. Chứ đâu cần động lực nữa. Hồi nãy bạn em nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Bây giờ nói xin chào mọi người, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Thử xem. Hello lady and gentlemen. Hello MC Quyền Linh. Hello Miss Ngọc Lan. Hi. I'm from Hồ Chí Minh City. Ok, sit down please. Ok, thanks. Open. Open the door. Yeah. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn. Làm gì có chuyện đờ đo ở đây. Cái này cái hàng rào mà đờ đo mở chứ không đờ đo. Ê vậy nó không có mở. Cái hàng rào là cái gì? Hàng rào là gì vậy? Hàng rào là gì? Đờ đo là cái cửa chị hai. Hàng rào là gì? Hàng rào là gì? Thôi mình trả sân khấu cho hai bạn. Thôi yeah. Rồi à, em biết hát tiếng Anh không? Dạ em có chuẩn bị một bài à, chuẩn bị cũng hai ba bài rồi. Để hát dỗ à. Dỗ con nít rồi, tới hát liền nha. Tặng cái con này con gì? Dạ con gấu rồi. Rồi xong là nói tiếng Anh xong rồi hát bài tiếng Anh gì vậy nào? Đứng lên Long, bắt đầu nói tiếng Anh, hát tiếng Anh luôn. Tiến tới em gái, đứng lên Lan Anh. I am so many happy to meet you today. I hope we have a more meeting in the future. This is my gift for you, and I hope you happy every day. Thank you. I have a gift for you too. Hát. I have a gift.
YouTube. Yes. Thanks. Hát 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 tiếng Anh. I đừng hát happy birthday nha, kỳ lắm. No no no. I prepare a song. Baby sa do 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 do. Baby sa do do do. Baby sa. Mommy sa do do do. Mommy sa do do do. Mommy sa. Daddy sa do do do. Daddy sa do do do. Daddy sa. Do 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 do. Grandma sa do do do. Grandma sa do do do. Grandma sa. Grandpa sa do do do. Grandpa sa. Chắc hơi sáng quá. Không, đó tới đó đó, tới đó đó. Let's go hunt do do do. Let's go hunt do do do. Run away do do. Run away do do. It's the end do do. It's the end. Hay quá. Trời đất ơi, nó duyên dáng vô cùng tặng luôn vậy đó. Dễ thương quá trời đất luôn vậy đó. Hát rồi tặng lời bài liền Lan Anh. Dạ, lúc đầu em có chuẩn bị một bài. Không biết là phù hợp không. Nhưng kệ, mà... cứ hát tặng dạ. Cho Long đi. Long nhìn thẳng bạn Lan Anh kìa. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Yeah. Hay quá. Rồi, về ghế ngồi đi. Dạ. Dạ, mời bạn mở. À, mở dạ. Ra. Đúng rồi. Gì đó Long, mở dạ. Ra cho mọi người xem đi Long. Dạ, một cuốn what, sách. What that? This is a book. This is a book talk about a heart, maybe the life. Hiểu về trái tim. Yeah. Ok. Rồi. Bây giờ hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Đó, phần giao lưu rất là ấn tượng luôn nha. Sit down and talk. Đó. Rồi bây giờ nói tiếng Việt nha. Tiếng Anh tôi dịch mỏi một đổ mồ hôi rồi đó. Chào bạn. Yeah. Chào em. Chào em. Dạ anh không biết nói gì luôn. Thường anh đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Không. Anh làm ở nhà là anh nhận một số đề tài từ A tới Z để mà về nhà làm luôn. Là cũng có kết hợp với một số anh bên ngoài. Nhưng mà đa phần là anh tự làm ở nhà một mình. Yeah. Không biết là thường cái thời gian rảnh của anh là lúc nào? Hiện bây giờ là chiều tối thứ 3, 5, 7 là... anh tự đạp xe đạp vòng quanh thành phố kiểu như là một cái bài tập gym khác nho nhỏ để mà giảm cân thôi. Dạ vậy thì nói chung là 2-4-6 thì em cũng có lịch học tiếng Nhật, thì 3-5-7 nếu được thì có thể cùng đi xe đạp, thì em cũng rất thích được đạp xe đạp xung quanh thành phố. Ok rồi, vậy còn gì bằng, tại vì qua đạp xe đạp một mình nghe chuyện cũng vui vui nhưng mà lâu lâu cũng hơi buồn buồn. Ủa là sao vậy? Vậy hẹn ủa? Em bữa nào anh chở em đi. Hôm nay thứ tư không ta? Nay thứ ba. Vậy hẹn em tối nay đi chơi luôn. Đi làm xe gì dạ. Nói luôn, nói cho mình dạ. Biết luôn, đi xe gì nói. Hiện tại anh có một chiếc xe đạp leo núi để cùng đi chơi. Em không biết có thuận tiện không. Em thì không có xe đạp nhưng mà tại vì em có đao cái app xe đạp công cộng á thì có thể mình cùng hẹn ở một địa điểm nào đó rồi mình đạp xe đạp. Ok. Không, chỉ một chiếc thôi. Trời ơi, người ta đạp xe đạp để tập thể dục, đạp là hai chiếc, mỗi đứa một chiếc. Không, một chiếc thôi, chở một chiếc thôi. Một chiếc là phải chạy xe đạp sườn đầm á. Em có chở nổi không? Dạ. Nói bạn gái đi một chiếc thôi.
Dạ sao cũng được. Không thể nói với người ta có chịu không? Dạ đi một chiếc đây. Dạ nhưng mà xe anh chở được em không á? Chắc cũng được á, tài xe đạp leo núi mà. Có cái yên rồi sao luôn. Vậy là được rồi. Nhóm có chở vòng thành phố nổi không, nói cho tao biết luôn đi. Dạ đa, đạp là chắc chắn đạp nổi đó. Đạp nổi đúng không? Dạ. Vậy là tối nay đạp luôn ha. Dạ. Tối nay đạp được không? Dạ chắc luôn. Đạp đường nào nói chị Lan biết, chị Lan đẹp đạp theo sao chị Lan chụp hình cho. Dạ tại em chưa có biết nhà của bạn này, chắc đạp ra trung tâm Sài Gòn chứ. Rồi vậy mình sống tối mình hỏi nhà của người ta luôn. Hỏi nhà đâu tới đón, tối nay đón luôn, tối nay đi theo luôn. Hỏi đi, hỏi đi. Hỏi nhà đâu? À nhà bạn ở đâu? Nhà em ở đường Hồn Huê với Hoàng Nhân Thụ à. Khúc khúc Hoàng Nhân Thụ quận Phú Nhuận. À gần lắm, từ em đạp đi đường Bùi Kiệm xuống là tới ý đường Nguyễn Kiệm xuống đó. Dạ đúng không, đi Cách Mạng Tháng Tám cũng được, cộng hòa xuống. Cũng cộng hòa xuống ngang sân bay là tới rồi. Thôi lúc đó mở app cho nó nhanh, đi xe đạp mà còn mở app nữa. Rồi vậy được ha. Dạ hẹn tối nay nha. Dạ em thấy bạn gái sao, nói rồi cảm nhận thấy bạn gái sao nè. Dạ thì cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ cũng hiền. Hả? Anh hỏi kỹ quá em không biết trả lời luôn á. Thì hỏi. Anh hỏi để người ta kết nối cho nó nhanh mà, em thấy được không? Dạ được anh. Được hả? Dạ. Thấy khoái không? Dạ khoái. Khoái trả nước gì đó. Ờ thôi. Bỏ đi. Nè em gái thấy lòng sao? Dạ em thấy ảnh thật thà. Thật thà. Nói chung là em nghĩ là hãy cho nhau cơ hội làm bạn trước. Rồi nếu mà có duyên thì tiến tới. Rồi bây giờ Long hỏi bạn gái đi, là khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em dự kiến là sẽ lập gia đình trong năm nay hay năm sau là. Cái này thuộc dạng như là nếu mà hai đứa mình cảm thấy là đúng thời điểm thì sẽ tiến tới thôi, chứ thực hiện là thời gian thì do bản thân mình phải tự trả lời á. Ok rồi bây giờ Long vạch kế hoạch cho bạn gái biết đi, giờ lấy nhau về ở đâu, em có làm dâu hay không, nói cho bạn Lan Anh biết đi. Nếu như chúng mình lấy nhau thì ở đâu, nói đi. Nếu như mà cùng tiến tới hôn nhân, bạn có chịu về làm dâu không? Tại vì mình cũng có nhà cửa. Dạ em không ngại chuyện làm dâu, chủ dạ. yếu là hai bên cùng chia sẻ. Thì nói chung hồi nãy anh có nói là cùng hỗ trợ việc nhà, thì nếu mà cùng nhau làm thì em không ngại. Ok, tại vì ở nhà mình cũng làm việc nhà nhiều lắm. Long giỏi mà, làm gì cũng được hết trơn á. Đó. Theo Long thì chừng nào đám cưới được nè? Thí dụ hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu thì Long sẵn sàng để đến hôn nhân? Dạ chắc năm sau đi anh. Để tìm hiểu hai bên cho tốt luôn. Ừ, đúng rồi đó. Mà giờ hỏi thiệt là có chuẩn bị tiền để làm cưới chưa? Dạ, tiền hiện bây giờ là bị mẹ em gom hết để mà mua đất rồi. Không sao. Dạ. Đất sẽ lên. Sẽ có vốn làm ăn rồi có tiền mua nhà luôn, yên tâm, mẹ là mày tính vậy là đúng rồi đó. Ngon lành đúng không? Dạ. Mua đất được nhiều không? Dạ. Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tính là lấy nhau rồi đẻ mấy đứa con. Ừ. Dạ. Theo em thì chỉ còn một trai một trai gái thôi. Hỏi bên kia chịu không? Hỏi người ta coi người ta chịu không? Nhiều khi người ta muốn 10 đứa sao? Và em thích con trai hay con gái vậy? Dạ. Em thì nói chung là con là phước trời cho, nên là nếu mà có thì bao nhiêu cũng được. À. Chủ yếu là có nuôi nổi hay không thôi. Thì sao? Thấy sao? Thì cũng được thôi. Rồi. Dạ. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay bạn Lan Anh ha.
Đó. Nào, đứng lên đi nào. Dạ. Bỏ để con gấu xuống đây, kia. Đây đây chị Lan. Đây, chị Lan. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau nè. Đứng sát vô đây. Đây. Tay đây. Tay này đây. Đó. Bây giờ nhìn thẳng Lan Anh đi. Đó. Bây giờ cảm xúc của Long nắm tay Lan Anh thế nào? Có thấy tim đập mạnh hơn không? Dạ em bật chế độ rung bây giờ anh ơi. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, tay rất là mềm. Mềm, rung nãy giờ ha? Dạ. Bây giờ hai người thử ôm nhau nhẹ cái coi. Dạ, thôi, không, quay phim lên bạn ba bè, em lên. Bạn bè cũng ôm nhau được mà. Cái nè, chú với Ngọc Lan cũng ôm nhau được mà, không sao chứ. Vô, vô, vô. Không sao đây nè, tôi làm mấy cho nè. Là Long nhớ nè. Đó. Thôi nó thử coi nào. Đó, vô thử coi. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Xòe cái bàn tay sao quýu hết trơn rồi hả? Thấy sao Long? Dạ thấy đã. Lan Anh thấy sao? Dạ tay bạn hơi lạnh. Lạnh lắm. Dạ rung quá trời luôn. Thật ra tụi em rất là dễ thương luôn á. Nè tối hẹn mấy giờ cho tụi anh đi sao được không? Chị Lan có tới 2 chiếc xe đạp đua lận. Dạ sao cũng được. Anh với hẹn đâu bấm giờ bấm vị trí, anh với Lan ngồi xa xa có cần gì hỗ trợ thôi chứ tụi anh không đợi gần không nghe gì đâu được không? Dạ được anh. Có em đi không Lan? Đi luôn. Đi nha. Chứ thấy thương lắm. Thấy thương quá à. Dạ. Mình phải lưu lại những khoảnh khắc lịch sử chứ. Ừ nha. Hẹn đâu vậy? Hẹn chút chút hẹn đâu báo nha. Dạ. Rồi rạo rực cảm xúc tim đập mạnh không? Dạ đập nãy giờ. Đập nãy giờ không? Hả? Hát bài tỏ tình. Rồi, hát bài tỏ tình. Nãy chuẩn bị mấy bài rồi đúng không? Chuẩn bị hát mấy bài mà giờ cũng không có nhớ anh ơi. Hát tiếng Việt chứ mà tiếng Anh bình nữa. Tĩnh lại mình hát nắm hai tay y như nãy, nắm hai tay như nãy. Đưa hai cái tay lên. Nắm chặt vô nhìn mặt em nha, đừng kêu bạn nữa nha. Dạ. Rồi, nói anh sẽ hát bài này tặng em để nhớ ngày kỷ niệm mình mới quen nhau. Hát tiếng Việt nha. Rồi. Lấy hết sức nào, bình tĩnh lên nào. Tự tin. Có anh đứng kế bên. Tại gì ta? Bạn có thể gửi cho mình một bài được không? Giờ chờ đầu óc mình trắng trơn. Nếu mà khó quá mình hát bài Cả Nhà Thương Nhau đi. Hơi, không được. Bài gì đó bạn hay gì đó tư vấn cho bạn. Long hay hát bài gì? Ừ. Hả? Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Tình Dễ Thương đúng rồi. Là sao? Mới đầu vô làm sao? Có thuộc được. Bài gì cũng được hết, bài gì cũng được, bô lấy đô gì cũng được hết. Bô lấy đô em nghe nhiều lắm nhưng mà giờ trắng trơn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Làm thơ thôi hả? Chứ không làm gì nữa hết hả? Nó xây nhà xây cửa gì không? Lan Anh hát chú đi, Lan Anh hát chú đi. Hát tặng bạn trai bài đi. Bài gì đó? Em có chuẩn bị một bài tiếng Anh nhưng mà... Không, tiếng Việt đi. Tiếng Việt. Anh ơi em đâu dám nói, khi con tim em đang bối rối. Những lần mình hẹn nhau, những lần không thành câu. Biết làm gì giờ em nhận ra, từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương mong dễ thương dễ thương thương quá à. Ok thả tim tiếp đi. đang nắm tay anh ơi, không tay thả tim tôi thả thôi muốn nắm luôn không có muốn buông ra vậy. Chị Lan thả tim giùm. Thả tim à, thôi được rồi về ghế ngồi đi. Dạ. À, được rồi đó. Bây giờ Long để tay vô nút bấm nè. Để tay phía sau nè. Đây đây, ngồi sát vô để phía sau. Đó, thấy cái nút bấm chưa? Dạ. Bây giờ thích thì bấm liền, không chờ đợi gì hết. Thấy không? Thích thì bấm. Dạ bấm rồi. Bấm rồi hả? Rồi. Cô gái bên kia cảm giác rung động. Cảm giác đây có thể là người để mình nương tựa bờ vai. Đây có nơi có thể là lan tỏa yêu thương, nơi có thể là chàng trai chăm sóc mình cho đến suốt cuộc đời. Thì bấm ngay cái nút đó, bấm liền luôn, đừng chờ đợi gì cả.
Rồi bấm luôn. Được rồi đó. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Đây nắm tay vậy nè. Lắm. Ta yêu nhau rồi nắm sen tay, sen kẻ nè. Đó đúng rồi. Đã không? Dạ đã. Biết về nắm quen yêu lâu rồi ha. Ha? Dạ. Yêu thú vị lắm. Tối nay chở đi đạp vòng 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 cho nó mệt chơi ha. Rồi ra ngoài chỗ phố đi bộ đó. Dạ. Lang thang hai đứa mua cà rem rồi ăn nha. Dạ. Có cái ăn cà rem lần nào chưa? Có mà sau này không còn ăn nữa tại vì sợ sâu răng. Sợ sâu răng. Ăn kem đi. Hay là ăn gỏi cuốn ngoài đường này kia ha. Khô mực này kia ha. Ngoài phố đi bộ rồi có nhiều món lắm, bún bò Huế cũng có nè. Dạ. Nước ép trái cây cũng có nè, bánh lạnh cũng có. Con này chuẩn bị một ít kinh phí nhỏ nhỏ nha. Dạ. Có chuẩn bị sẵn chưa? Dạ giờ cũng có. Có không? Dạ. Khoảng nhiêu? Dạ cũng khoảng 2 triệu. Ôi, 2 triệu ăn hết con đường Nguyễn Huệ luôn á. Nếu cần tiếp tế là em nhá hàng cái là anh chị Lan chạy tới liền nha. Dạ. Hết okay. Tiền nói. Dạ. Ăn mà hết tiền thì nói chị Lan với chú Linh. Chạy tới liền nha. Ừ. Dạ. Rồi, bây giờ nè, ba của Lan Anh đang coi truyền hình. Em xin phép là thưa hai ba má đúng không Lan Anh? Dạ. À, xin phép ba má và gia đình cho tụi con làm quen với nhau. Rồi con hứa con sẽ chăm sóc Lan Anh thế nào đó. Nói cho người lớn yên tâm đi. Dạ, xin phép gia đình của Lan Anh cho con quen với Lan Anh. Con hứa con sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn đó hàng ngày. Hàng ngày, hàng giờ luôn. Thôi ơi. Cho anh ôm em cái, anh khoái em quá. Dạ. Khoái em quá, thật ra rất là có duyên luôn Lan Anh nha. Dễ thương vô cùng luôn, nắm tay tiếp đi. Đừng có buông tay ra nha. Dạ. Giữ lại hạnh phúc này nha. Dạ. Lan Anh đừng ăn hiếp bạn Long nha. Nói đâu Lan Anh hiền mà. Dạ. Đừng ăn hiếp Long, đừng ăn hiếp Lan Anh nha. Dạ. Hai đứa chắc phải chắc. Yêu thương nhau suốt cuộc đời này nha. Dạ. Thấy không? Nhớ rồi là dạ. Không có nóng tính. Ừ. Không có gia trưởng, có cái gì thì phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Ừ. Nghe không? Cứ dạ. Cười tươi thế này như hồi nãy giờ là được rồi. Không có nóng giận, không có vội vã, không có gia trưởng, tất cả đều tươi như thế này, vui như thế này là chúng ta sống trọn cuộc đời này luôn nha. Dạ. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc, chúc hai em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống này nha. Dạ. Đám cưới. Dạ em cảm ơn anh. Đám cưới nhớ mời anh chị Ngọc Lan nha. Dạ chắc luôn, chắc luôn, mời luôn chị Trúc luôn. Chị Trúc hả? Trúc Sô Bích đó hả? Trúc Sô Bích. Dạ. Ừ, Trúc Sô Bích đó, người ta mời nhiều lắm, nó không đi đâu. Rồi mời đó. Bây giờ là quà tặng cho hai em nè. Cái này là sản phẩm của anh Quyền Linh. Nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Amity là thân thiện đó. Dạ. Gửi tặng hai gia đình xài. Xài hết ra chợ mua ủng hộ. Dạ. Còn đây là bộ son Eureka do thép Vina KY gửi tặng cho bạn gái. Dạ. Em cảm ơn. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Rồi. Dạ em dạ. Cảm ơn chị. Tặng cho mỗi em một bếp từ Toshiba. À đây. Đem về nè mình nấu cơm ăn ha. Dạ. Cái để cho nhà hai cái hai đứa xài chung nha. Dạ. Đừng bán nha. Có hư em cũng sửa được luôn á. Được, được luôn hả? Dạ. À, giỏi quá ta. Rồi còn gì nữa? Đây cuốn sách Hiểu Về Trái Tim. Hãy đọc nó để chúng ta cảm nhận tất cả những sự yêu thương chân thành. Đây, chị cảm ơn. Đọc Hiểu Về Trái Tim để vượt qua tất cả những giông bão trong cuộc sống. Học Hiểu Về Trái Tim để ta yêu thương nhau nhiều hơn. Hai trái tim sẽ hòa quyện lẫn nhau, rồi từ đó sẽ sinh ra định lý là tình yêu của hai đứa với nhau. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh chị. Nào, cảm ơn anh chị.